Sao bây giờ ta đang sinh nó lại mà. Thì lợi hại như vậy. Mình có thể dặn à? Có gì đâu, chúng ta cũng có thể làm được mà. Anh không được làm bậy. Đây là cái món đại kỳ của ông đấy. Không được đụng vào. Thôi đi. Người ta nuôi cương thi được thì chúng ta cũng có thể nuôi được gì. Tôi không tin là gió công của Ngộ Nghĩa thua cho cương thi. Đúng đấy. Chúng ta chỉ cần chấm 7 ngôi sao vào đôi bàn chân. Sau đó dùng hương quả là nó sẽ nghe lời. Nhưng mà con ma này chỉ có một con chân làm sao đi. Mặc kệ nó, chúng ta cứ thử xem. Chứng lên. Chứng lên. Đánh ép. Xin Thái Thượng Lão Quân phù hộ. Thiên linh linh, địa linh linh. Sơn trà thông linh khí. Y ráng yên yên trẻ, hoa trá. Lần này anh đừng bao giờ phạm sai lầm nhé. Dư Hấu, anh làm gì vậy? Dư Hấu, hãy chạy đi. Coi chừng, cương thi đã biến rồi. Mau bắt nó lại đi. Cha ơi, xin cha đừng giận. Cha hãy ngoan nào. Thank you.
Tiểu Cương Thi, nó đi đâu mất tiêu rồi? Linh nghiệm rồi đó, chúng ta thử coi. Giơ tay. Linh quá. Đánh. Chữ. Pháp sư, chuyện gì vậy? Tiểu ngủ. Ông Kim đã phá hoại kế hoạch của ta. Ngươi hãy thẩm vấn tình hình đi. Dừng, thưa pháp sư. Pháp khí tuy là đã chuẩn bị đầy đủ rồi, nhưng mà cho đến giờ này vẫn chưa nghĩ được ra cái cách để đối phó với con đại cương thi đó. Thế phải làm sao bây giờ? Đứng lại. Lạ thật. Rõ ràng là có người mà. Tại sao lại mất tiêu rồi? Ba người lớn mà ăn hiếp một đứa con nít. Người từ đâu đến đây vậy? Mặc kệ tôi. Tôi đi đây. Giữ nó lại, đừng để nó thoát. Các người đã quá coi thường ta đây. Không được đụng cái bàn thờ. Không đụng mà. Đừng để nó thoát nhé. Nó đi rồi, đuổi theo. Thật không ngờ, quả nhiên có người âm thầm cứu nó. Chắc chắn sau này chúng ta phải cẩn thận hơn đấy. Đi. Chị ơi, cảm ơn chị đã cứu tôi. Tiểu ngủ, anh đến đây làm gì? Thật ra anh là ai? Tôi xin nói thật cho chị biết, chính pháp sư chơi đã cứu tôi đến đây đấy. Các người phải cẩn thận. Thôi, tôi đi đi. Fuck!
lại gãy nữa rồi. Không sao, tôi có cách. Ông chủ ơi, đã xong chưa? Xong rồi, để tôi lấy cho. Cảm ơn. Đường thứ 6. Mình đi. Thấy chưa? Nó đi nhanh quá. Hình như hay đấy. Đổi cái chân người sắt đúng là tốc độ khác mà không biết uy lực nó như thế nào. Thế nào? Thì phải thử mới biết thôi. Nhỏ như vậy làm sao thử? Phần này sau, ta sẽ quay lại lấy mạng của bọn bè. Pháp sư gì? Pháp sư gì? Hắn chính là cái kẻ sau khi bị đuổi ra khỏi đạo môn đã giết chết cả nhà sư phụ của mình. Đúng vậy. Thì ra sau khi mất tích nhiều năm, hắn lại đi nuôi cương thi.